này thì mình lắp này nhá, khi nào dùng xong thì mình tháo ra, lắp vào như này xong rồi vặn cót này, nó có cót này, em vặn càng lâu thì nó quay càng lâu. Thấy chưa? Em vặn cót nó vào như thế, đấy như này, vặn cót này. Đấy, vặn càng nhiều vòng thì nó càng ấy, xong rồi ấn vào cái nút này nó ra này. Đấy. Cái nút này thế. Ui. Đấy, nào em đi thấy phố Tam Bạc cho em được mấy con. Được. Thì các bạn có thể cho một cái khoảng, có nghĩa là mình sẽ cho vào một cái khung tròn hay một cái gì đấy và mình giới hạn là con của bạn nào mà ra khỏi khung đấy thì bị thua, hay là hai con va vào nhau con nào ngã trước con ấy thua, hay là con nào dừng trước thì con ấy thua, hiểu chưa? Đấy. Và mình trước đấy thì mình sẽ cho hỏi câu hỏi, ví dụ như là bạn nào mà bị thua thì sẽ phải cho ấn trước, bạn nào thắng thì sẽ ấn sau. Đấy, hay là bạn nào thua thì sẽ phải như nào đấy nhá. Thì mình nghĩ mình